Theo thông tin cập nhật, tính đến ngày 23 tháng 7, số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại huyện Gofa, một khu vực hẻo lánh ở miền Nam Ethiopia đã tăng lên gần 230 người. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia tại khu vực Gofa cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương dù lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn tại hiện trường. Giới chức địa phương cũng lưu ý, số người thiệt mạng có thể tăng khi cơ quan chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn với sự hỗ trợ của người dân. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy người dân dùng sẻng và tay không đào bới đất, hy vọng tìm được thi thể và người sống sót. Trong số nạn nhân có những người là lãnh đạo địa phương, giáo viên, chuyên gia lĩnh vực y tế và nông nghiệp và nhiều trẻ em. Ông Marcos Melis, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa ở vùng Gofa, Ethiopia cho biết, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể, chúng tôi đang đào bới các đống đổ nát. Ông Misikia Mitiku, lãnh đạo vùng Gofa nói, Số người thiệt mạng tăng cao, sau khi những người tới hỗ trợ cũng gặp lở đất bị chôn vùi, đó là sự việc rất đáng buồn. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cũng cho biết ông vô cùng đau buồn trước sự mất mát khủng khiếp về nhân mạng. Ông đã chỉ đạo các quan chức liên bang thực hiện nhiệm vụ để giảm thiểu tác động của vụ lở đất. Quan chức chính phủ Gugne Gebejhu nhấn mạnh trong lúc khu vực tiếp tục đối mặt với những tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, đề nghị người dân cảnh giác tuân thủ các quy trình an toàn để bảo vệ tính mạng và ngăn những thảm kịch tương tự. Theo The Guardian, đây là thảm họa lở đất chết chóc nhất từng được ghi nhận tại Ethiopia. Ông Moussa Faki Mahamad, Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi, đã gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus cũng gửi lời chia buồn và cho biết một nhóm nhân viên WHO đang được triển khai đến Ethiopia để hỗ trợ nhu cầu y tế. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã gửi lời chia buồn và thông báo sẽ lập tức cử một nhóm tới hỗ trợ vấn đề sức khỏe. Mưa lớn đã gây ra trận lở đất đầu tiên chôn vùi nhiều người dân ở vùng Gofa vào tối 21 tháng 7. Tiếp đó vào sáng 22 tháng 7 xảy ra trận lở đất thứ hai trong lúc người dân đang tập trung hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Lở đất thường xuyên xảy ra tại miền nam Ethiopia vào mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm khu vực Gofa từng hứng chịu các trận lở đất thảm khốc trước đây, trong đó có hai vụ cách nhau một tuần hồi năm 2018, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Đập Tam Hiệp đang gồng mình sẵn sàng đón đỉnh lũ mới trong bối cảnh Trung Quốc hứng chịu thời tiết khắc nghiệt liên tục. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Dương Tử có tên gọi khác là sông Trường Giang, đang làm tăng tốc độ nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp ở Trung Quốc. Từ ngày 20 tháng 7, sông Dương Tử trải qua đỉnh lũ lụt mới. Những trận mưa như trụ nước ở thượng nguồn con sông dài nhất Trung Quốc đang làm tăng tốc độ nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp. Vào chiều 21 tháng 7, tốc độ dòng nước chảy vào hồ chứa của đập Tam Hiệp đã lên mức cao nhất là 43.000 mét khối một giây và mực nước trong hồ chứa cao hơn so với chiều 20 tháng 7. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng đã mở 7 cửa xả lũ với lưu lượng 41.000 mét khối một giây kể từ ngày 19 tháng 7. Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng lượng xả lũ ở đập Tam Hiệp nếu cần. CGTN nhận định Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức lớn trong quản lý nước trong mùa mưa hiện nay, thiên tai ngày càng nghiêm trọng và kéo dài hơn bình thường. Theo Bộ thủy lợi Trung Quốc, công tác phối hợp giữa các đơn vị sẽ được tăng cường để tối ưu hóa vai trò của các hồ chứa, trong đó có hồ chứa đập Tam Hiệp để giảm thiểu lũ lụt thông qua các nỗ lực phối hợp lưu trữ nước. Phó Kỹ sư trưởng Trần Quý Nhã thuộc Ủy ban Tài nguyên nước Dương Tử nói với CGTN, chúng tôi đang trong giai đoạn quan trọng của việc quản lý lũ lụt kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Do đó, chúng tôi cần chuẩn bị cho một đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể, trong khi còn 29 người mất tích sau trận lũ quét do mưa gây ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Thảm họa trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20 tháng 7, khi mưa lớn gây lũ lụt trên một con sông địa phương làm hư hại hơn 40 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của 15 nạn nhân trong vụ sập cầu đường cao tốc ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào tối 19 tháng 6. Giới chức cho hay tổng cộng 1.630 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, 205 phương tiện, 63 tàu và 6 chó nghiệp vụ đã được điều động để tìm kiếm những người mất tích. Trước đó, Tân Hoa Sa đã đưa tin vụ sập cầu khiến 12 người chết và 31 người mất tích hơn 20 phương tiện lao xuống sông Kim Tiền vào khoảng 20 giờ 40 phút tối 19 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến một đoạn cầu bắc trên đoạn cao tốc Đan Phong, Ninh Sơn thuộc thành phố Thương Lạc bị sập sau trận lũ quét do mưa bão gây ra.